Huawei P40 Pro với cụm 5 camera, thiết kế giống Galaxy S11, trang công nghệ Gizmo China vừa cho đăng tải một hình ảnh, được cho là ảnh chính thức của Huawei P40 Pro, cho thấy mặt lưng và cụm camera nổi bật trên sản phẩm. Từ hình ảnh có thể thấy P40 Pro sẽ được trang bị cụm 5 camera được đặt trên một hình chữ nhật nổi bật. Đèn flash không được đặt chung với cụm 5 camera này mà được ở bên dưới hình chữ nhật. Đáng chú ý Hình ảnh bị dò dỉ này cho thấy cách bố trí các cụm camera trên Huawei P40 Pro có nét giống với kiểu thiết kế cụm camera ở mặt sau của Galaxy S11. Dựa trên những hình ảnh đã từng bị dò dỉ trước đây về chiếc smartphone sắp ra mắt của Samsung, hiện vẫn chưa rõ tính năng cụ thể của từng camera trên Huawei P40 Pro. Nhưng theo giới thạo tin, cụm camera này bao gồm camera chính độ phân giải 64 megapixel của Sony, camera góc rộng 20 megapixel, một camera macro để chụp ảnh cận cảnh, một camera hỗ trợ zoom quang học và camera top để hỗ trợ các tính năng 3D và thực tế ảo. Theo một số thông tin bị dò dỉ khác thì Huawei P40 Pro sẽ được trang bị màn hình 6,5 inch với tỷ lệ màn hình lên đến 98%, độ phân giải QHD+. Sản phẩm sẽ sở hữu bộ vi xử lý Kirin 995G do Huawei tự phát triển và có thỏi pin có dung lượng lên đến 5500mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh SuperCharge 50W.